Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Yen Fan Garden của mình nha. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn vặt. Mà theo mình thì mình thấy món này rất ư là đơn giản, nhanh, gọn lẹ, mà ăn thì cũng rất là ngon và mới miệng nữa ha. Thì chuyện là ngày hôm bữa mình về ngoại đó, bà ngoại của ba Bảo có ràng về theo cho hai mẹ con một cái nải chuối sim. Nải chuối này á thì nhỏ thôi, nó có chín bói vài trái, hôm trước mình có ăn rồi. Hôm nay á, thì mình thấy cái chuối này nó hơi trở màu, mình bóp nó thì mình thấy còn cứng tay nên mình quyết định là mình sẽ làm cái món chuối nướng để ăn với nước cốt dừa nha. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ đem cái chuối này mình đi lọc sạch vỏ và mình rửa qua với nước lạnh để cho sạch mủ nha các bạn. Thì tùy theo sở thích các bạn mà các bạn sẽ lựa chuối cứng hơn hoặc là mềm hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua mình lột một trái dừa. Trái dừa khô này xíu nữa mình sẽ nạo, mình lấy nước cốt và mình thắng cái phần nước cốt để mình rưới lên mặt của chuối sau khi mình nướng nha các bạn. Thì không biết cả nhà mình á có ai thích ăn nước cốt dừa giống như mình không? Cái nước cốt dừa đóng lon á thì mình không có thích đâu, tại vì mình nghe nó cái vị nó hơi đắng đắng á các bạn. Thì thường á ăn những cái món mà có nước cốt dừa thì mình sẽ tự làm nước cốt dừa ở nhà nha. Và cái trái dừa này to nên hôm nay mình sẽ sử dụng là rửa nắp thôi nha các bạn. Đây các bạn xem mình đập trái dừa này ra có chuẩn không? Đây mình đập trái dừa ra như thế này ha. Và bây giờ mình sẽ đi nạo cái phần dừa này nha các bạn. Nếu như mà các bạn ở Sài Gòn hay là các bạn không có cái đầu nạo giống như mình á, thì mình có thể là mình cười cái cơm dừa này ra từ miếng nhỏ để mình cho một ít nước và máy xay sinh tố mình xay luôn nha. Ở đây thì mình dùng cái đồ bào như thế này. Cái đồ bào này là được nhà mình sử dụng rất là lâu rồi. Lâu lâu thì mình dũa lại nên là cực kỳ bén. Mình nạo dừa nó cũng rất là nhanh luôn. Rồi sau khi mà cái dừa mình nạo xong rồi các bạn, để tiết kiệm thời gian thì mình cho hẳn vô máy xay sinh tố luôn. Và mình thêm vào đó là tầm khoảng 200ml nước lọc nữa ha. Mình xay lên, mình xay xong thì xíu nữa mình bỏ vào cái túi rồi mình vắt một lần thì nó sẽ ra sạch cái cốt luôn và sạch và lại nhanh, tiết kiệm thời gian nữa. Nếu như các bạn không làm theo cách này thì các bạn có thể vắt theo kiểu truyền thống cũng được nhé. Và sẵn trong cái thời gian mà ông xã của mình đi nhúng than cho mình thì ở đây mình sẽ làm nước cốt và mình sẽ thắng nước cốt trước luôn nha các bạn. Tại vì mình nghĩ mình để cho cái nước cốt mình nguội nó sệt lại thì mình ăn nó sẽ ngon hơn ha. Rồi để thắng cái phần nước cốt này thì mình sẽ chuẩn bị thêm một vài cái lá dứa nha các bạn. Thì mình để cái lá dứa như thế này á, tí nữa cái nước cốt của mình sẽ có một cái mùi rất là thơm. Các bạn cho thêm đường và một xíu muối nha. Cái phần đường và muối các bạn cho tùy vào cái khẩu vị của gia đình mình nha. Lúc nãy thì mình có bỏ một ít bột gạo vào chung với nước cốt dừa để thắng cái nước cốt dừa mình cho nó có cái độ sệt mà mình quên quay cho các bạn xem rồi. Vì trong đây có cái phần bột nên các bạn nhớ là các bạn quậy đều lên nha. Rồi sau khi cái nước cốt đạt được cái độ sánh như thế này thì mình tắt bếp, mình để nguội nha. Sau đây mình sẽ quay qua mình nướng cái phần chuối lúc nãy mình chuẩn bị nha các bạn. Cái phần chuối lúc nãy các bạn rửa, các bạn nhớ để ráo nha. Và bây giờ chỉ đơn giản là các bạn cho từng trái chuối lên cái vỉ than các bạn đã chuẩn bị là xong rồi. Đối với cái chuối hôm nay mình chuẩn bị thì cái chuối này cũng vừa vàng tới thôi, chưa có chín hẳn các bạn. Thì chuối này còn các bạn sờ vô nó hơi mềm tay thôi, thật ra thì vẫn còn cứng tay lắm. Nên là khi các bạn nướng xong bên ngoài thì rất là giòn và bên trong thì dẻo, mà cũng đã có một xíu nhựa ở trong ruột chuối tươm ra rồi các bạn. Rồi trong thời gian mình đợi nướng thì mình đi lại cây dừa
mình sẽ gặp một trái để mình uống nha. Đây là giống dừa mã lai mà ở nhà ba chồng của mình trồng nè. Dừa này cho trái sớm các bạn, các bạn trồng khoảng tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm là bắt đầu cho ra trái đầu tiên rồi đó các bạn. Mình thì mình thích uống những cái dừa hơi non như thế này thôi, tại vì cái dừa này mà nạo thì nó rất là ngọt, các bạn uống ngán luôn á. Rồi sau khi mình uống một trái dừa, mình quay lại thì cái mấy trái chuối của mình á, nó cũng muốn khét ra nè. Đây, nhưng mà không sao, một xíu nữa các bạn, khi mà các bạn ép xuống á thì những cái lớp vàng này nó sẽ tróc ra thôi ha. Thì các bạn ngồi đây canh cho cái trái chuối á nó chín vàng đều nha, mình sẽ trở thường xuyên nha. Cái chuối này các bạn lột ra rồi á thì nó cũng rất là nhanh chín luôn. Các bạn nướng, ví dụ như các bạn thích ăn giòn thì các bạn nướng hơi vàng xíu, còn các bạn mà ăn dẻo dẻo thì các bạn nướng vừa tới thôi ha. Đây, khi mà trái chuối á nó có cái độ giòn bên ngoài và vàng bên ngoài thế này thì bây giờ các bạn gấp ra nha. Các bạn gấp ra rồi các bạn dùng một cái dụng cụ như là hai cái thớt hoặc là cái gì mà các bạn có thể là ép cho cái chuối mình á nó dẹp xuống, để mình nướng lại một lần nữa cho cái chuối mình được giòn hơn và dẻo hơn nha. Đây á không phải là một món ăn cầu kỳ hay là phức tạp gì hết, một món ăn rất là đơn giản mà mình nghĩ là bạn nào cũng làm được hết. Rồi bây giờ mình đem một cái chày á, rồi mình ấn nhẹ thế này để cái chuối mình dẹp ra nha. Mục đích mình làm như vậy á thì để cho cái than á nó sẽ làm cho cái lớp ruột của trái chuối mình giòn hơn nè các bạn. Đây các bạn ép như thế này ha. Rồi bây giờ mình đem lên lửa mình nướng sơ là một xíu nữa nha. Tương tự các bạn làm cho hết những trái chuối của mình nha. Do mình thấy món này khá là đơn giản nên buổi chiều nay mình cũng muốn tranh thủ làm để mình có thể nhâm nhi vào buổi chiều cho vui miệng nha. Rồi sau khi các bạn nướng cái chuối thêm một chút xíu nữa là mình gấp ra được rồi đó các bạn. Chuối lúc này khi mình ép ra rồi á thì cái mùi thơm của cái ruột chuối á rất là đặc biệt luôn đó các bạn. Có một vài trái thì nó có tươi một ít mật ra, rất là ngon luôn. Rồi quay lại là mình sẽ cắt chuối ra thành từng miếng vừa ăn và mình cho cái chút dừa lên, vậy là xong rồi đó các bạn. Chút dừa thì làm từ dừa tự nhiên nên có vị béo, vị thơm, có sẵn độ ngọt và một xíu mặn mặn, cộng với mùi lá dứa thì cái mùi thơm rất là đặc biệt luôn các bạn. Nếu như các bạn có thêm một ít đậu phộng rang để mình đắp lên đó, thì là ngon biết mấy luôn đó. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức món bánh này với mình nha. Để mình ra ngoài đây, ngoài trước á, mát mẹ, mình sẽ ăn cho bạn xem nha. Món này vừa nhanh vừa đơn giản là dễ làm. Mình hy vọng là khi nào các bạn ở nhà có thời gian rảnh thì cũng nên làm thử món này nha. Mình cảm thấy món này ăn cũng khá là ngon mà không có tốn nhiều thời gian để mình chuẩn bị. Các bạn nhớ làm liền nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo.